hồi ký thứ nhì sài gòn nắng nhớ mưa thương của nguyễn thị ngọc dung đầu tháng 4 1971, Robert trở lại tòa đại sứ Hoa Kỳ trên đại lộ thống nhất và nhậm chức lần thứ ba. Tôi nhận được một chục bông hồng nhung thắm bọc giấy bóng trắng buộc nơ đỏ cùng màu hoa gửi đến hãng RMK BRJ. Một tấm thiệp nhỏ kèm theo với dòng chữ Gửi Miss Dung, người yêu cô và muốn được gặp cô, Robert. Tôi tháo bó hoa và chia cho các cô độc thân trong phòng làm việc, chỉ còn giữ hai bông cắm trong lọ với cái nơ. Một lát sau, Robert gọi tới. Từ ông chủ sự cho đến các cô nhao nhao la vào điện thoại chào mừng và cảm ơn đã được cá một bông hồng. Tôi hẹn tan sở sẽ qua gặp Robert tại tòa đại sứ. Một ngày dài hồi hộp, làm việc rồi cũng hết. 5 giờ chiều, nhân viên ùa ra khỏi sở. Các bà, các cô OMK nổi tiếng thời trang làm nhộn nhịp đường phố. Vì định gặp Robert nên tôi đã mặc bộ áo kín đáo nhất, không ngắn lắm. Bên kia đường, vài xe hơi đợi chờ những người đẹp làm sở Mỹ. Tôi cười thầm, không một chút luyến tiếc cái thở dập dìu mấy tháng trước. Tương lai quan trọng, đang chờ quyết định của người đàn bà dáng dấp mong manh kiêu ngạo nhưng mang đầy những hoang mang trong lòng. Tôi cố gắng bình thản đi trên vỉa hè đá xanh thanh thang sạch sẽ. Ở đây người ta nghe nhiều tiếng Mỹ hơn tiếng Việt. Chỉ hơn trăm bước tôi đã vào cổng tòa đại sứ và qua những người lính Mỹ không quá 20 tuổi, cao to, quân phục thẳng nếp cứng, tôi tới bàn giấy trong hành lang xin gặp robert và ngồi ghế dành riêng cho khách viếng thăm mươi phút sau robert bước ra từ thang máy tôi đứng lên chàng tiến lại với nụ cười cảm động và đưa cả hai bàn tay nắm tay người bạn gái robert chỉ hỏi được một câu rất thông thường cô mạnh khỏe không và im bặt đôi mắt xanh long lanh ướt cũng không hơn gì, tôi thốt ra một câu chào mừng ngạn ngào và ngậm miệng, ngấn nước mắt mấp má khóa mi. Không dám khóc nhà trước người qua cả lại tấp nập, tôi cố gắng ngăn chặn cảm xúc, hẹn chiều mai sẽ đến địa chỉ Robert. Trong cơn xúc động, chàng vẫn không quên khen người yêu xinh đẹp. Đó là một điểm rất đáng yêu của Robert, làm tươi mát tâm hồn người được khen. Tôi cảm ơn, đáp lại một câu tương tự và quay ra sau cái ôm nhẹ chia tay của chàng. Robert không bao giờ e ngại mọi người biết tôi là bạn gái, mà trái lại chàng luôn luôn tỏ ra hãnh diện. Hai hàng lệ chảy dài, tôi vội mở phí đeo cặp kính râm và lấy ngón tay thấm nhẹ đôi má. Tôi không thể từ chối và làm khổ Robert hơn nữa người đàn ông này thành thật yêu tôi. Một tình cảm sâu đậm nào đó vừa dâng lên trong trái tim người thiếu phụ Việt Nam nhỏ bé. Chúng tôi bắt đầu họ hẹn trở lại, nhưng cả hai đều dài dặt, không đề cập tới vấn đề hôn nhân và cùng ngấm ngầm tìm hiểu có thực sự thương yêu nhau để đi tới đích đó. Tôi không cho Robert tới nhà thăm để tránh những dị nghị nếu chuyện chúng tôi không thành. Ngoài những lần dùng cơm và gặp gỡ tại nhà cư xá tạm thời của Robert, chàng đề nghị đưa tôi đi ăn trong phố. Tôi chọn nơi có nhiều người ngoại quốc lui tới hay chỉ có đồng bào dù muốn dù không, cũng giữ lịch sự tối thiểu của người văn minh, có học, có giáo dục, không buông lời thô lỗ khi nhìn thấy một cặp trai gái Mỹ Việt. Robert và tôi đã qua một buổi chiều êm đềm thư thái tại nhà hàng Continental Palace. Người Pháp xây cất khách sạn này từ năm 1885. Bàn ăn nhỏ cạnh cửa sổ nhìn ra đường tự do thưa vắng người. Thỉnh thoảng, một hai cô gái môi son má phấn, váy ngắn cuộn cỡ, áo hở da thịt, tóc bới cao xịt keo cứng, ưỡng ẹo đi trên hè phố một cậu bé sách thùng đồ nghề đánh giày chạy nhanh qua đường. Tôi hỏi Robert Có khi nào ông đưa giày cho những đứa trẻ ấy đánh bóng không? Không bao giờ. Tôi vẫn tự làm lấy đấy. Tốt. Nếu ông thương chúng thì cứ cho chúng chút tiền. Đừng hành động thực dân. Tôi không thích. Đôi mắt xanh trong đám đuối thu hút hình ảnh người đối diện. Robert cười dịu dàng. Tôi thì muốn làm cả đánh dài cho cô và mong cô là thực dân của trái tim tôi mãi mãi. Để Robert nắm tay trên bàn, tôi nhướng mắt. 1955, năm cuối cùng của người Pháp ở Sài Gòn, nhà văn Anh Graham Greene đã lấy bối cảnh Continental Palace dựng tác phẩm The Quiet American Ông định theo God Green chăng? Ừ, có thể lắm chứ. Thập niên 1920, Somerset Maugham, một tác giả Anh khác cũng đã đến đây và viết về khách sạn này. Không có người yêu Sài Gòn, người ta viết về Sài Gòn, huống chi là tôi còn có cô. Tôi ngồi đó và no với ánh mắt nồng nàng cùng những lời khen tặng của Robert. Cô đẹp lắm. Từ khi quen cô á, tôi không thấy một người đàn bà nào đẹp nữa. Cám ơn ông, tôi không nghĩ là tôi đẹp, nhưng có thể tin được điều đó qua đôi mắt dễ thương của ông. Hình như Robert quên hết cả cuộc đời sự nghiệp khi được ở bên cạnh người yêu. Dù xúc động, tôi vẫn có những ngại ngần làm vợ người ngoại quốc và về xứ chàng với bốn đứa con. Một ngày nào đó chàng thay đổi bỏ vợ tôi sẽ một mình đối phó thế nào ở xứ lạ đây một lần khác tôi nhận lời đi ăn với robert tại nhà hàng nổi bên dòng sông sài gòn nước đen như mực lấp lánh ánh đèn ga thuyền di động có vẻ bí mật và đầy đe dọa mặc dầu nhạt nhã tưng bừng đàn giăng như hội hoa đăng tôi vẫn thấp thỏm lo sợ mất vui nghĩ tới những trái bom khủng bố của đặc công việt cộng có thể nổ tung bất cứ lúc nào như chúng đã làm trước đó không lâu tại đây tôi không sợ chết nhưng sợ bốn đứa con tôi mất mạng từ mỹ cảnh nhìn vào đầu đường tự do là majestic hotel robert và tôi đã cùng một cặp vợ chồng bạn mỹ tới nhà hàng sân khấu của khách sạn này nhiều bản nhạc ngoại quốc như Unchained Melody, Only You, Moon River được trình bày xuất sắc. Những màn trống, vũ đông phương cổ truyền, siêm y lộng lẫy, thuần túy Việt Nam của ca vũ đoàn hoàng thi thơ nhạc sĩ với vũ sư Lưu Hồng được trình diễn ngoạn mục. Robert và tôi thân mật, khăng khít nhưng vẫn không nhắc tới hôn nhân cho tới một ngày tôi đi làm về và được ba nhà hàng xóm mời sang nói chuyện cửa vừa đóng họ sấn sổ chỉ trách tôi phá giá mua nhà đã định mù ở căn nhà giữa chồm lên xỉa xoái muốn hành hung tôi nó cậy nó làm điếm cho mỹ có tiền nên muốn qua mặt người khác hả biết gặp phải con mụ nặng nô tôi đứng dậy định bỏ ra về nhưng cửa khóa tôi vừa đập vừa la toán em gái tôi và người làm đứng bên ngoài kêu cứu bọn hàng xóm đành phải mở cửa để tôi ra mụ nặc nô tiếp tục trắng trợn chửi tôi toan toan ngoài đường thằng mỹ nó bảo với tao á rằng mỗi lần nó ngủ với mày á nó cho 15 đô la nó chờ chán chè nó bỏ về nước nó không thèm lấy đâu nó có bao giờ trở lại nữa đâu mụ đó cũng chính là con đàn bà khuyên tôi đừng ly dị chồng chơi thì vợ cũng chơi và dù khi tôi đi ăn đi nhảy đi vũng tàu với vợ chồng mụ ngán cái dữ dằn của mụ tôi nhận lời để thấy ông chồng học thức lịch sự bao nhiêu thì bà vợ vô học vô giáo dục bấy nhiêu mụ chửi thề văn tục như dân máy nước tôi vừa khiếp đảm vừa xấu hổ không đi với họ nữa mụ tức giận đã sang nói với bà nội của các con tôi rằng mẹ chúng xin đi theo chứ mụ không rủ khi ấy con trai đang ở với nhân tình bà mẹ chồng cũ của tôi đã nói đổng hàm đi chơi với bạn bè thế đấy tử tế gì từ trong nhà tôi vẫn nhìn thấy một khoảng mây xanh trời của tôi vẫn có mắt ở tất cả mọi nơi dù trong ngõ tối tăm trên mái nhà nhỏ bé sắp sụp đổ mụ hàng xóm này chắc phải điên mới không sợ trời phạt tội điêu ngoa ăn không nói có láng giềng hai căn bìa bên phải và bên trái sang nhà tôi xin lỗi họ không ngờ mụ kia làm dữ vậy sau này vài người hàng xóm di cư sang mỹ cho tôi hay có lần nhắc tới tôi mụ đã tự thú hồi đó mụ khùng và ân hận muốn tu Tôi cũng mong con người nếu không có bệnh loạn ốc, loạn thần kinh thật sự thì cũng phải có lúc tỉnh ra ăn năn hối cải những tội lỗi đã làm để phúc cho chính bản thân. Chuyện mua nhà không thành cũng là một cái may tôi không bị mất vào tay cộng sản. Thực vậy, với số tiền Robert gửi tặng trước kia tôi định mua căn nhà đang ở để cho thuê hay bán đi lấy lời chủ nhà định bán rẻ cho người thuê đã ở lâu. Mấy gia đình bên cạnh chỉ trả giá thật rẻ. Một tháng trước gặp chủ, tôi đã nhắc tới cái giá cũ ấy, bà ta vẫn không chịu. Tháng sau, tôi trả thêm một ít vì cố tình muốn mua. Tin này bay ngay tới những nhà khác cùng thuê một chủ. Họ họp nhau nạt nộ tôi và cúp điện chạy giếng tôi phải thuê người gánh nước công cộng về dùng cho đến khi xin được bộ công chánh cho đặt ống dẫn nước vào nhà tới lúc đó hàng xóm còn đi báo cảnh sát đến xét xem những người thợ đang làm việc ấy có giấy phép hợp pháp đồng bào tử tế với tôi như vậy đó tôi đã mất tất cả những khoảng trời mơ mộng trên quê hương tôi không có một miếng đất đặt chân yên lành không ai cho tôi một cuộc đời để cởi gấm tình thương yêu chân thành, xây dựng một mái ấm gia đình giữa đồng loại. Không còn do dự, tôi đến gặp nhà ngoại giao Hoa Kỳ. Bây giờ, chàng đã được dành cho một biệt thự trên đường hiền vương xế dinh phó đại sứ white house gần đường đoàn thị điểm qua bàn ăn tôi nghiêm chỉnh nhìn thẳng robert nếu bây giờ tôi nói tôi muốn ông đưa mẹ con tôi ra khỏi nước việt nam này thì ông nghĩ sao robert nhìn tôi đăm đăm như ngạc nhiên không tin những lời vừa nghe nhưng rồi chàng từ từ buông dao đĩa lấy khăn chấm miệng và đứng lên tới quỳ xuống bên nữ thực khách Robert nâng bàn tay nàng đưa lên môi hôn nhẹ đôi mắt chân thành ngước nhìn nàng giọng chàng thong thả dịu dàng ừ, tôi trở lại Sài Gòn cũng chỉ vì mục đích và hy vọng đó cuộc đời tôi sẽ vô vị trống rỗng nếu không có cô Tôi sẽ săn sóc yêu thương cô và các con cô, không bao giờ làm cô buồn. Chúng mình sẽ đem hạnh phúc đến cho nhau. Cả buổi chiều, lần đầu tiên kể từ ngày trở lại, Robert vui cười hớn hở như một đứa trẻ được quà. Chàng cuốn quýt bên người yêu, một bước không rời như sợ nàng biến mất Robert bàn tính ngay đến việc làm đơn xin phép bộ ngoại giao hoa thịnh đốn cho thành hôn với người đàn bà việt nam đã là lý do chàng xin trở lại làm việc tại sài gòn hai kỳ nữa sau đó chúng tôi lập tức cùng nhau thu thập các tài liệu cá nhân tôi phải kê khai lý lịch ba đời cha mẹ anh chị em ruột thịt dâu rễ không thiếu một ai kể cả những người đã khuất núi tên năm sáu người bạn với địa chỉ phải ghi vào hồ sơ điều tra an ninh. Giấy khai sinh ly dị của tôi và nhiều giấy tờ khác được nhân viên tòa đại sứ dịch ra tiếng Anh để vào đơn. Thủ tục cho một nhân viên ngoại giao Mỹ được chấp thuận cưới vợ hay chồng ngoại quốc ít nhất 6 tháng, dù người này là Anh, Pháp, Hoa, Phi, Việt. Bây giờ tôi mới biết tuổi của Robert khi chàng vào đại học tôi vừa sinh ra đời nhưng tôi không nghĩ chàng nhiều tuổi đối với người đàn bà bốn con tôi không chỉ cần một người đàn ông làm chồng tôi cần một người có tất cả những đặc điểm của người yêu người tình người bạn người anh người thầy người cha một người có thể chăm sóc năm đứa trẻ kể cả mẹ chúng Robert và tôi không biết một ly một tí nào về kim cương, nên tôi đã nhờ Hoa đưa tôi đi mua một cặp nhẫn đính hôn và nhẫn cưới tại một tiệm kim hoàng đường tự do bên cạnh quán Jivan. Vừa đeo nhẫn vào tay tôi, Robert muốn giới thiệu hôn thê ngay với văn võ bá quan Mỹ Việt, chàng thường giao thiệp. Ngày 12 tháng 7, 1971, một buổi tiếp tân đính hôn của chúng tôi được tổ chức tại biệt thự robert ở tôi mặc áo dài gấm thất thể màu xanh đeo chuỗi hột vàng bãi dây mà tôi đã có sẵn phòng khách được mở rộng ra vườn rực rỡ hoa kim châm vàng thơm lừng mùi hoa đại trắng vì không muốn quan trọng hóa tôi chỉ mời một số ít anh chị em và bạn bè thân trong đó có vợ chồng anh chị Lâm Tâm, Châu Phương, các em Quang Vân, Phước Hà, cô em gái Sông Hà và chú em rể Nguyễn Hữu Phước mới làm đám cưới đầu năm cùng cậu em Út Khoa cao như xéo vườn. Bộ ba độc thân từ Duyên Hoa cũng có mặt hôm đó, nhưng về phía Robert, khoảng gần 100 quan khách, kể cả ông bà phó đại sứ Hoa Kỳ, ông tổng trưởng lao động ông chủ tịch tổng liên đoàn lao công. Chàng bắt đầu đưa hôn thê tới tất cả những buổi tiếp tân, tiệc ngoại giao hay tư nhân. Buổi tối, sau giờ tan sở, tôi đi bộ qua tòa đại sứ và về cùng xa với Robert. Đây là lần đầu tiên sau khi đính hôn, tôi tới dự bữa cơm ngoại giao tại nhà chàng, cũng như khách Việt Nam khác, vì tôi vẫn chưa ở đấy, chưa là bà chủ nhà Thức ăn được dọn ra bàn dài, trải khăn trắng phao, ly đĩa bóng loáng, mỗi bên chỉ có một đĩa lớn thịt bò, xào xăng với xả, một đĩa bún ú ụ, một đĩa cao ngất giá sống dưa leo, rau diếp, thái nhỏ, trộn rau thơm, ngò, rắp cá, một chén đậu phộng giá nhỏ, một chén hành lá, đổ dầu nóng, một tô sống sánh nước mắm giấm ớt Bát đĩa ly tách đầy bàn Nhưng thực đơn chỉ có vậy Tôi mắc cỡ cho Robert Cho cả bà vợ chưa cưới của ông Và muốn tan biến khỏi bàn tiệc Tôi thấy cần phải giải thích với thực khách <laughs> Robert thích món ăn Việt Nam này nhất Vì nó có nhiều rau giá tươi chất bổ Ông ấy cũng không cho bà bếp biết bữa tiệc tối nay có những nhân vật nào Lần sau tôi xin nhúng tay vào việc đãi khách với món ăn Việt Nam ở đây nha. Thực vậy, bà bếp chỉ là người lo việc quét dọn giặt ủi quần áo từ nhiệm thứ nhất của Robert 4 năm trước. Khi nghe tin Robert trở lại, bà đã đến xin việc và cam đoan kim được nấu bếp. Khi có thiệt lớn, bà sẽ gọi các bếp bạn tới phụ. Bà tên Năm, mập mạp, hiền lành, nên robert thương tình mướn chồng bà là cảnh sát bà nuôi hai đứa con gái của người em và may mắn có chỗ ở trong gian nhà sau của biệt thự với điện nước tiện nghi tối thiểu mà nhiều gia đình lao động mơ ước trong khi chờ đợi giấy phép thành hôn tôi vẫn đi làm học hội việc mỹ qua những sách english for today báo thế giới tự do và phim ảnh báo mỹ tôi được biết nhiều phong cảnh đẹp đời sống văn minh hoa kỳ không sớm thì muộn tôi sẽ phải về quê hương chồng robert sẽ làm việc tại bộ ngoại giao hoa thịnh đốn tôi sẽ có dịp đi thăm tòa bạch ốc nhiều đài kỷ niệm lịch sử uy nghi bên dòng sông potomac tôi sẽ đi xem tận mắt những bức tranh nổi tiếng nhất hoàn cầu được trưng bày trong bảo tàng viện đồ sộ tại thủ đô quốc gia lớn mạnh tân tiến nhất Nam Châu. Không nhiều thì ít, tôi bắt đầu háo hức tương lai xuất ngoại. Nghĩ về tranh vẽ, tôi chợt nhớ tới người bạn thư thổi học trò Nguyễn Trung. Chưa một lần gặp mặt, nhưng tôi biết ông ta nổi tiếng từ lâu. Có tranh đoạt giải huy chương vàng hội họa toàn quốc và là chủ tịch hội họa sĩ trẻ. Phòng khách của Robert thật rộng, những mảnh tường trống trơn chờ đợi những bức tranh lớn. Tôi muốn có một tác phẩm của Nguyễn Trung. Thực ra cách đây hơn 2 năm, khi nghe tôi hỏi về họa sĩ này, người bạn trai đầu đời vừa gặp, Vũ đã không che giấu sự giận hờn. Số em còn bay bướm tưng bừng lắm, anh không phải đường cho hưu chạy đâu. Chẳng được tội nguyện và nhút nhát, tôi không dám tự hành động bây giờ ý định đó lại đến một hôm điện thoại nhờ nguyễn cho người đi lấy thêm mấy bản sao khai sinh của các con như đó vẫn là bổn phận của chàng tôi đã hỏi địa chỉ liên lạc với nguyễn trung người chồng cũ lạnh lùng trả lời anh không biết nhưng nếu cần á cho hỏi thì sẽ ra thôi em muốn địa chỉ hắn để làm gì thì em định mua một bức tranh của hắn anh quen thiếu gì những thằng vẽ tranh nổi tiếng khác em muốn tranh của tên nào thì anh xin cho khỏi phải mua em không phải giao thiệp với chúng nó một thằng nghệ sĩ làm khổ em không đủ sao em còn muốn mấy thằng trong đời nữa đây dù không e ngại sự đe dọa ấy tôi cũng không hỏi dò và nhờ ai nữa tôi tự tìm người bạn thư thất tung và nhớ có lần đọc tên ông ta Trong một tờ báo nào đó Họa sĩ Phê Bình Tranh Viết về hội họa và trượng ngắn Tôi ra tiệm sách Đường Võ Di Nguy Là một cuộc lục soát Và kiếm được cái tên trong một ngực sang không khó Tôi viết vắng tắt sự quen biết trước kia Với ý định mua tranh kỷ niệm Mang về quê hương chồng Và nhờ tòa soạn trưởng thư Hai tuần sau Tôi nhận được hồi âm Nguyễn Trung cảm ơn tôi đã nghĩ tới bạn cũ, hiện tại ốm đau, không có tranh vừa ý. Sau một năm có triển lãm, sẽ mời tôi đến xem và mong gặp Ngọc Dung. Trong thư trả lời, tôi chúc họa sĩ có sức khỏe, sáng tác mạnh, cho tôi coi nhiều tranh. Để đối ứng việc năm xưa họa sĩ chưa thành tài, không muốn gặp bạn thư, tôi nhắc. Không cần thiết gặp nhau cho tới ngày triển lãm nhưng không lâu họa sĩ đã đến nhà tôi với một chút lúng túng bất ngờ gặp bạn thư của tuổi hoa niên tôi cũng mất bình tĩnh họa sĩ nguyễn trung à nếu mà gặp ở ngoài đường chắc là tôi nhận không có ra đâu tôi là ngọc dung hân hạnh được gặp họa sĩ ngồi chơi xin lỗi đã đường đột tới thăm tôi phải gặp lại bạn xưa không thể trì hoãn được nữa Nguyễn Trung lưng khừng ngồi xuống một ghế bành. Tôi ngồi đối diện và làm vẻ tự nhiên. À, phải thi hành lời hứa thành công mới gặp và thành công đã 10 năm nay rồi còn gì? Không gặp á, là còn mắc nợ đấy. Thực ra tôi không phải là người ngân viết thư trước. Tôi biết, thuở ấy lấy chồng, mắc cỡ không dám báo tin, cứ lơ đi thôi vớ vẩn thiệt đấy. Bây giờ lại lấy chồng nữa và sắp đi khỏi xứ rồi. Lần này phải lấy hết can đảm đòi tranh của họ sĩ đấy. Vụ triển lãm vẫn trong chương trình dự định chứ. Ừ, vẫn tiến hành đều và sẽ lớn lắm đấy. Lâu tôi không vẽ, không có nhiều tranh nên phải cố gắng hơn cho bạn coi. Thực ra á, tôi đã quên hẳn chuyện correspondence xưa cho tới khi nhận được thư của bạn á tôi đã lơ mờ cả một ngày không làm ăn gì được tôi cảm động trước thổ lộ chân thành ừ, thời buổi này á không ai hoài công nghĩ tới chuyện viễn vong ấy nhưng có bức tranh kỷ niệm vẫn đặc biệt hơn chứ mong rằng không quá bất thường kỳ cục không kỳ cục chút nào đâu, cái bất thường đó mới là đáng quý. Cảm ơn đã nghĩ tới bạn cũ và thúc đẩy tôi vẽ cho cuộc triển lãm sắp tới này. Bạn đi làm phải không? Tôi có thể mời bạn đi uống nước hay ăn trưa một bữa nào đó không? Ừ, tôi vẫn đi làm nhưng cũng sắp nghỉ để sửa soạn theo chồng. Tôi ít khi đi ăn uống bên ngoài lắm. Cho tôi xin cứu nha. Tôi quên chưa hỏi về cuộc đời của họa sĩ. Vợ tôi cũng là người miền Bắc, học cao đẳng mỹ thuật khi gặp nhau. Hôm nào mời bạn tới studio để tôi được vẽ một bọt thuê. Với cả chục lý do e ngại tôi từ chối. Hân hạnh được họa sĩ đề nghị vẽ chân dung cho nhưng chắc không kiên nhẫn làm người mẫu được đâu. Bạn có vẽ theo hình chụp á, thì xin nhờ. Nguyễn Trung chăm chú nhìn tôi như muốn thâu nhận nét dáng người đối diện và cười nhẹ. <cười> tôi không vẽ theo hình. Vậy thì chẳng có sao. Một năm nữa bạn cho tôi chọn một bức tranh nào đó là quý rồi. Vài tuần sau, một buổi tối, tôi nghe có tiếng động đổ ngã ngoài cửa. Tôi chạy ra coi thì thấy người họa sĩ đang dựng cái xe đạp cũ rích. Nếu cái xe không người bị bỏ đó, tôi sẽ đi báo cảnh sát vì nghi việc cầm có thể đặt chất nổ khủng bố dân lành. Tôi mở cửa, mời cả người quen và xe vào nhà. Họa sĩ ngồi phịch xuống ghế bành, mặt đỏ cay dưới ánh đèn sáng. Đôi mắt mệt mỏi như không muốn nhìn ai. Tôi sai năm lấy nước cốt mời khách. Nguyễn Trung trần tình báo hại Tụi chúng nó vừa rủ đi nhậu mấy xị đế Tôi nghĩ thầm Anh chàng còn có trả để có cuộc sống say sưa này Thời buổi loạn lạc Cả ngoài chiến trường lẫn trong xã hội Ông to bà lớn làm tiền ăn hối lộ gian thương đút lót Lũng đoạn kinh tế làm khổ dân nghèo Người bất mãn, kẻ chán đời yếm thế vô thiên kể. Giữa tiếng thở dài, tôi mời người họa sĩ. Bạn uống nước cho tỉnh, rồi đi về nha. Phải nhớ giờ giới nghiêm đấy. Họ Nguyễn cố gắng lấy giọng bình thường. Tỉnh chưa đâu có sai. Giờ này mà đã ăn nhầm gì? Tôi muốn hỏi người bạn một điều thắc mắc. Ai ở tuổi Nguyễn Trung cũng phải đi lính, xung và quân đội. Riêng họa sĩ nhà ta cứ là phè làm báo vẽ tranh và ngất ngưỡng. Bạn có bị động viên bao giờ không? Không, kẻ hàng này cầm súng không được. Vậy làm sao qua khỏi quân dịch? Nguyễn Trung đêm diêm nhìn ly nước ngọt còn nguyên. Thì hết đút lót chạy lính, đến trốn chui trông nhủi như con chó khắp nơi mà vậy thì bây giờ bạn không phải trốn nữa hay sao không trốn nhưng phải chạy trọt các ông lớn nhiều vậy thì tốn kém lắm nhỉ ông bạn chưa chát tốn kém bằng những bức tranh đôi khi chưa khô sơn và không được triển lãm đã phải dâng hiến cho các ông rồi tôi ngao ngán nghĩ tới người chồng lính của một người giúp việc trước đây Hắn vừa ra trận lần đầu tiên đã được đưa về hậu cứ với một tay cục, một chân quà. Hắn vẫn lang thang trong xóm, thỉnh thoảng ghé thăm người chủ cũ của vợ và lần nào cũng được một chút quà an ủi. Nguyễn Trung cũng có lý do trốn lính vì vậy. Tôi thở dài nghĩ tới tình trạng khó khăn của người họa sĩ. Do dự đắn đo một lát, tôi đề nghị. Tôi có thể đặt trước mua tranh được không? họ Nguyễn khẳng khái xua tay từ chối Đôi mắt nặng trĩu như muốn ngủ ngay trên ghế Sau cùng khách khật khưởng đứng dậy ra về Tôi ái ngại nhìn theo người bạn Thư cùng trang lứa của 15 năm về trước Nguyễn Trung đã thành công về hội họa Nhưng cuộc sống có vất vả như Van Gogh Bóng chiếc xe đạp cũ biến mất trong đêm tăm tối Như thời cuộc đất nước, chiến tranh điêu tàn